Dạ thưa thầy, con nghe pháp của thầy á, có những cái ý là mình phải học ra cái bài học của mình á, với lại còn một cái ý mà con nghe ở trong tứ chánh cần là mình nỗ lực làm cho những cái việc bất thiện chưa sanh khởi là không được sanh khởi, hoặc là bất thiện đã sanh khởi rồi thì mình dừng nó lại, mình không có cho nó sanh khởi nữa. Vậy thì giữa hai cái việc mà mình học ra bài học của mình thì có một số bạn của con có cái cũng nói cũng hay nói cái điều đó, nhưng mà quên mất đi là làm cái việc xấu ác của mình không cho nó sanh khởi nữa, cứ nói là để cho nó học ra cái bài học đó thôi, cho nên là những cái tâm bất thiện cứ để đó để mà học ra cái bài học, chứ không có cái ý thức là mình không làm cho sanh khởi những cái tâm bất thiện. Vậy thì hai cái đó mình phải ứng dụng hay là mình phải hiểu như thế nào ạ? Dạ, con cảm ơn thầy. Cái đó đó cái đó là một cái nguyên lý chung thôi. Cái đó chỉ là cái nguyên lý chung để mình biết rằng là bởi vì thật ra là theo nguyên lý là thế này, tất cả đều là đúng tốt hết rồi. Tức là tất cả các pháp tự nhiên nó là đã đúng tốt hết rồi. Chỉ có mình nhận thức và hành vi sai thôi. Cho nên á, do cái nhận thức và hành vi sai của mình á, mà mình chịu ảnh hưởng của cái nhận thức và hành vi sai đó. Thí dụ như sợi dây, là nó là sợi dây, là hoàn hảo, không có gì cả. Có thể là sợi dây mục, thì là mục một cách hoàn hảo. Mục một cách hoàn hảo. Nhưng mà mình lại tưởng là con rắn. Đó là do nhận thức của mình à. Đâm ra mình sợ hãi rồi mình phản ứng thế này thế kia, đó là do nhận thức và hành vi của mình. Cho nên á, mình đau khổ hay là hạnh phúc gì á, đều do chính cái nhận thức và hành vi đó. Chứ còn cái sợi dây thì nó hoàn hảo như nó là. Phải không? Hiểu, hiểu ý thầy nói không? Vậy thì á, vậy thì cái cái mà nhận thức và hành vi sai lầm đó đó là cần phải bỏ, đó là nguyên lý. À, nó là nguyên lý như vậy thôi. Còn bây giờ về phần bài học này, thật ra đó là nguyên lý. Còn trên thực tế là thế này, trên thực tế là mình phải nhìn cho rõ thì đó là sợi dây á, thì khi đó tự nhiên cái ảo tưởng là sự con rắn là tự mất nè, rồi sợ hãi rồi phản ứng gì nó tự mất hết. Vậy thì bài học là gì? Bài học tức là nhìn cho đúng con rắn, à, sợi dây là sợi dây, con rắn là con rắn. Thì nếu mà học đúng á, thì nó vẫn đúng vào vào tứ tánh cần, tức là cái nhận thức và hành vi sai lầm hết và nhận thức và hành vi đúng xuất hiện, phải không? Vậy thì đó là bài học đó, cần phải học thôi. Nếu mà học đúng thì nó sẽ ra tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác, chi gì nó ra hết. À, cho nên đó, cái chính yếu là học bài học của mình. Nhưng mà học bài học là gì? Bài học tức là phải thấy ra được sự thật. Khi mình thấy ra được sự thật á, thì mình sẽ giải thoát ra khỏi được những cái ảo tưởng đưa đến cái phiền não khổ đau. Đó. Thì nó vẫn đúng tứ chánh cần. Tức là khi mình đúng thấy đúng sự thật. Ví dụ như bây giờ thế này cho nó dễ hiểu này. Bây giờ tâm sân khởi lên. Bây giờ mình học tâm sân đó là gì? Không phải là nếu mình hiểu lầm á, là mình nói thôi tâm sân khởi lên mình phải đè nén tâm sân này, đó là sai lầm á. Bây giờ học là thế này, bây giờ tâm sân khởi lên thì mình quan sát xem tâm tâm sân nó khởi lên như thế nào, nó tâm sân nó khởi lên á thì cái tim mình đập như thế nào, phổi mình thở như thế nào, huyết áp như thế nào, mình thấy ra hết, tức là mình học bài học đó. Khi mình thấy ra hết tất cả những cái đó đó, tức là đó là học đó. Và khi mà học như vậy á thì tự nhiên nó hết hết sân, thì đó là mình đang thực hiện tứ chánh cần đó. Tức là sân khởi lên đó là điều bất thiện,
Bây giờ vì mình thấy rõ được cái sân đó cho nên sân nó hết. Cho nên là cái điều bất thiện là nó mình diệt được cái điều bất thiện. À. Nhưng mà ở đây nó khác một cái, nếu mà mình diệt cái điều bất thiện thì nó sẽ sinh ra cái bản ngã thiện, bản ngã bất thiện. Còn nếu mà mình học thì mình chỉ thấy được cái bất thiện đó, nó tác hại như thế nào đó, cho nên nó từ từ hết, từ sinh từ diệt. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là muốn thoát khỏi một cái, muốn thoát khỏi một cái pháp thì phải thấy được sự sinh diệt của nó. Tại sao thấy sinh diệt? Thí dụ như mình đang ham muốn một cái gì đó thì mình cứ muốn nó tồn tại mãi chứ mình không muốn nó diệt. Mình đâu có muốn nó diệt. Đó. Cho nên á, chính vì cái mà mình muốn tồn tại mãi đó đó. Cho nên khi diệt á, là nó mới đau khổ. Còn nếu bây giờ mình thấy là bất kỳ cái gì nó có sinh thì có diệt. À, ví dụ cái câu chuyện hồi nãy mà cái người mà nói rằng là bây giờ ông chồng ông đi theo cái người bạn của mình. À, cái đó thì xảy ra gần như là thường xuyên. Thì bây giờ đau khổ. Tại vì người đó không thấy sinh diệt. Thấy sự sinh diệt. Đó. Hệ mà đã có tình yêu phát sinh thì sẽ có tình yêu diệt. Đó là chuyện tự nhiên. Đó. Nhưng mà mình lại muốn cứ nó giữ mãi. Thí dụ mình mua cái bông hoa về mình cắm thì chắc chắn là nó sẽ tàn. Nếu mình biết được nó tàn thì đến khi nó tàn chỉ có dẹp đi thôi chứ đâu có sao. Nhưng mà mình cứ muốn nó là mãi mãi cho nên nó tàn đi cái mình đau khổ. Đó. Cho nên tại sao mà phải thấy sự sinh diệt? Nếu mà mình thấy được sự sinh diệt thôi á, là mình đã không có bị bám chấp nữa, không còn bám chấp nữa. Cái gì có sinh thì có diệt chứ đâu có gì mà bám chấp. Thí dụ như mình bữa nay ăn ngon quá trời, bữa ăn ngon quá trời nhưng mà rồi chiều nó không đói. Nó không đói, nó có sinh có diệt, mà sinh diệt đó là hay chứ đâu phải dở. Đó, cho nên phải thấy được cái sự sinh diệt á, là mình khỏi phải bám chấp. Cái thứ hai á, là mình thấy được cái khổ. Tức là mình chỉ mới cái nào mình bám chấp là bởi vì mình chỉ mới thấy được cái mặt lạc, mặt mặt thích. À, còn chưa thấy cái mặt khổ. Bây giờ thấy cái mặt khổ nữa thì cái đó mới thoát ly được. Đó, cho nên là phải tại sao mà Đức Phật Ngài nói là thấy sự sinh, sự diệt, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại thì mới là xuất ly. Thì cái trong tứ chánh cần á, là mình xuất ly những cái điều bất thiện. Thì mình phải thấy rõ cái bất điều bất thiện nó sinh diệt như thế nào và đưa đến phiền não khổ đau như thế nào, mình phải thấy rõ thì cái đó. Mà thấy rõ tức là học. Mà học, chính khi mình học được đúng rồi á, thì nó là ra tứ chánh cần. Cho nên là thực ra đây là những nguyên lý mà mình tưởng đâu là pháp hành. À, sai là cái chỗ đó nghe, sai cái chỗ là đây là được những cái nguyên lý Đức Phật Ngài nói, cũng như thầy nói những nguyên lý. Ví dụ thầy nói à, khi cần thì thần trọng chú tâm quan sát, khi không cần thì trở về tròn vẹn tỉnh thức. Khi mà tâm mình có thể là sáng suốt định tịnh trong lành thì làm cái gì ứng, làm gì sáng suốt định tịnh trong lành là được. À, và làm ứng ra thì làm sáng suốt định tịnh trong lành, mà không thì trở về rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đó là thầy nói những nguyên lý thôi. Mà bây giờ cố mà làm cái đó là nó lại sai. Vì đó là nguyên lý chứ không phải là khi mình hiểu nguyên lý đó thì nó sẽ tự ứng ra. À, cái pháp hành đó là nó sẽ tự ứng ra. Nhưng mà pháp hành mà là trở thành một phương pháp và một cái công thức để mình làm đó, thì nó lại sai. À, cái điều này là mình, cho nên mình nói là nếu mà mình cứ y kinh mà tu đó là không bao giờ giác ngộ được cả. Ừ. Họ cố gắng là
tâm muốn có gia đình thì nghe theo cái lời đó, nhưng mà cái động lực bên trong thúc đẩy họ là phải có gia đình thì họ sẽ học trong bài học đó. Thì đúng, nói chung là ở đây cái trình độ căn cơ của mọi người tự động nó sẽ thu hút, tự động thu hút để nó học bài học đó. Cho nên thầy mới phát hiện ra một điều, nói là Pháp hay là Thượng Đế đó là luôn luôn đặt những cái bẫy, nhưng mà cái bẫy để giúp người ta giác ngộ. Nếu mà cái bây giờ, nếu bây giờ một cái người nào đó mà thấy cái người tu hành là tự nhiên thích à, đó là cũng cái bẫy đó để anh vô tu hành. Anh vô tu hành rồi anh mới biết tu hành như thế nào đó. Còn cái anh kia thì thấy cái cô đẹp quá là thích, là lấy cái cô đó à, đó là cái bẫy. Nhưng mà nếu không có những cái bẫy mà đẹp đẽ đó đó thì người ta sẽ không bao giờ mà đi trải nghiệm chiêm nghiệm cả. À, cho nên luôn luôn á, là cái gì mà người ta thích á, là cái đó người ta thấy đẹp. Có thể người khác thì thấy xấu vì người khác thấy nguy hại rồi, nhưng mà người đó chưa chưa thấy, cho nên người đó phải vào cái đã. Do đó đó, được, hồi nãy thầy nhắc lại này, đó là cái nguyên lý đó. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng cái nguyên lý đó là sai đó. Mà cái nguyên lý đó để mình thấy ra sự thật thì là đúng. Còn nếu mà áp dụng nguyên lý đó để mà làm là nó sai. Bởi vì đó là nguyên lý chứ đâu phải là phương pháp. Đó không phải là phương pháp mà đó là nguyên lý. Cho nên á, là có thể là người sau á, họ thêm vô một vài chữ. Họ thêm vô một vài chữ. Biến cái pháp của Đức Phật á, thành ra sai lầm. Mà chỉ vì cái người mà thêm vô vài chữ đó họ không hiểu. Thí dụ như tinh tấn thì họ định nghĩa là nỗ lực. Thật ra tinh tấn không phải là nỗ lực, mà là tinh tấn là nghiêm túc, chân thành. Lấy vợ thì nghiêm túc, chân thành lấy vợ. Đi tu là chân nghiêm túc, chân thành đi tu. Đó. Đi thì nghiêm túc, chân thành với đi. Đó là tinh tấn. Đó. Còn khi mình đang ăn thì nghĩ đến chuyện khác. À, đang đi thì nghĩ đến chuyện khác, cái đó là không có nghiêm túc, cũng chân thành. Đấy. Chẳng phải cố gắng, mắc gì đi mà phải cố gắng cho mệt. Đi càng thông thả chừng nào thì đi càng khỏi mệt chừng đó. Chứ tại sao là phải cố gắng? Còn cái cố gắng là nó tự nhiên. Ví dụ như mình đi leo dốc, tự nhiên mình sẽ cố gắng hơn là mình đi bình thường. Đi xuống dốc thì nó khác, mà đi lên dốc thì nó khác. Thì cái đó nó sẽ tự ứng. Nhưng mà cái nguyên lý nó vẫn là nghiêm túc chân thành là được. Còn á, khi lên dốc thì nó đi kiểu khác, mà đi xuống dốc nó đi kiểu khác, là cái đó mỗi người sẽ tự ứng. Chứ không có một công thức nào cho việc đó cả đó. Thành ra công thức hóa là sai. Mà đó mình phải nhớ rằng là những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó là những cái nguyên lý. Bát chánh đạo cũng là nguyên lý. Hệ thấy biết đúng thì tự nhiên suy nghĩ đúng thì tự nhiên nói đúng thì tự nhiên làm đúng đó, đó là nguyên lý. Mình lại vận dụng ra thành pháp hành, và khi mình vận dụng ra thành pháp hành đó, thì đã qua quan niệm của mình rồi. Đó. Do đó mình mới sinh ra nhiều cái tông phái, sinh ra nhiều cái pháp môn, sinh ra nhiều phương pháp. Mà cái đó là chủ quan của cái người hành đó. Chứ còn cái kia là chỉ là cái nguyên lý thôi. Cho nên nó do đó nó là Lão Tử là chủ trương để tự nhiên. Để tự nhiên là sao? Anh muốn lấy vợ cứ lấy vợ. Anh muốn đi tu cứ đi tu. Đó. Nhưng mà đi tu không phải ảo tưởng như anh nghĩ đâu á. Vô trong đó có khi cực khổ hơn ở ngoài đời nữa. Cho đừng có ảo tưởng là tưởng vô tu là vô trong này là an nhàn sung sướng à, thí dụ vậy à, phiền não cũng hướng ở ngoài đời nữa. Thí dụ vậy thì cái đó là mình phải chạm thực tế để học ra bài học đó.
cho mình là toàn ảo tưởng. Đó, lấy vợ cũng ảo tưởng, làm quan cũng ảo tưởng, đi tu cũng ảo tưởng. Nhưng mà chính cái bài học đó đó, của cái mà mình chọn đó đó, cái bẫy mà mình vào đó, đó là giúp mình học ra được bài học của mình. Đó. Cho nên nó có một cái hay là mỗi người có quyền tự do lựa chọn. Đó là trời đất ban cho một cái quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tự do lựa chọn làm ác, tự do lựa chọn làm thiện. Mà cái đó là do tùy cái căn cơ trình độ của mỗi người. Nếu mà cái người đó không thể nào làm thiện được, họ sẽ học bài học trong làm ác. Qua làm ác cái đó, họ mới học ra được bài học đó. Để dần dần họ mới bỏ cái ác đó đi, họ mới làm thiện được. Chứ bây giờ tự nhiên cái nói bỏ ác để làm thiện là không thể nào mà bỏ được. Đó, báo đăng hoài đó. Mới vô tù ra cái là ăn trộm liền. Mới ra tù cái là giết người liền. Tại vì anh ở trong tù, anh nuôi cái chuyện đó. Trời em, vô đây không được hút ma túy. Không có ma túy để mà chích. Bây giờ ra cái là đi ăn trộm, vô chùa ăn trộm dễ hơn. Cho nên vô chùa ăn trộm người đã mua ma túy. Đó, mấy người bị bắt đó, vô chùa ăn trộm đó. Người ăn trộm cái đó bị bắt lại. Đó. Tức là nhiều khi đó, người ta bài học ăn trộm đó nó chưa tới nơi tới chốn, mà chưa học ra được đó, là không thể nào bỏ ăn trộm được. Đố mà ai mà tới biểu mình bỏ ăn trộm vô bỏ tù rồi đó mà còn ra ăn trộm tiếp. À, cho nên bài học nó phải học cho xong. Không học xong là không có cách gì mà làm được hết trơn. Cho nên á, mấy cái từ người ta dịch á, người ta dịch sai. Người nói là vì ấy tu tập như vậy, nhưng không phải. Trong đó cái từ đó là Sikkhati là vì ấy học như vậy. Thở vô dài. Vì ấy biết thở vô dài, thở ra dài, vì ấy biết thở ra dài. Vì ấy học như vậy. Thì để người ta dịch là vì ấy tu tập như vậy. Mấy chữ tu tập nó trở thành ra một cái gì á. Chắc cái chuyện đó là chuyện để học thôi. Học ra cái thở của mình, học ra cái đi của mình, học ra cái ăn của mình, học ra tất cả mọi thứ. Chứ tu tập là gì? Mà khi mình học á, khi mình học và mình hiểu rồi á, thì tự nhiên nó giải quyết hết. Giống như mình thực sự học á, là mình sẽ thấy đó là sợi dây chứ không phải con rắn. Thì tự nhiên ảo từ bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu gì tự nhiên biến mất chứ hơi đâu mà phải ngồi mà cố gắng mà. Bây giờ cái người đó vẫn cứ tưởng, trong đầu óc vẫn cứ tưởng đó là con rắn, rồi cố ngồi thiền để mà dẹp sợ hãi cũng như không à. Nhìn ra lại cũng vẫn thấy con rắn thì cũng sợ hãi tiếp. Tốt nhất là ta phải nhìn thấy cái đó là cái sợi dây là nó từ đầu nó hết rồi.